Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956, nam mạng và nữ mạng, trong 3 tháng cuối năm, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết cát hung vận hạn của những người tuổi Bính Thân thế nào và làm cách nào để quý vị có thể hóa giải được những vận hạn và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc với những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Thì trên tay Tử Thông là hai cái lá số của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956, nam mạng và nữ mạng. Đó. Chúng ta sẽ dựa vào hai cái lá số này để phân tích ra cái vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tài lộc cũng như là cái cát hung của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong 3 tháng cuối năm âm lịch, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết, gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 là những người cầm tinh con khỉ. Có ngày sinh từ ngày 12 tháng 2 năm 1956 dương lịch đến ngày 30 tháng 1 năm 1957 dương lịch. Đấy. Với cái thiên can là Bính, địa chi là Thân, mang cái ý nghĩa là Bính Hỏa Thân Kim đúng không ạ? Và sẽ bị gì? Tức là gì? Bính Hỏa Thân Kim tức là can khắc chi, mang cái ý nghĩa là Sơn Thượng Chi Hầu, có nghĩa là khỉ trên núi. Ngũ hành của những người tuổi Bính Thân là thuộc hỏa, là sơn hạ hỏa, có nghĩa là lửa dưới núi. Cục diện ngũ hành là sơn hạ hỏa này, có cung mệnh là cung Cấn, đúng không ạ? Được ngũ hành tương sinh ấy, tương sinh cho hỏa là mộc, đúng không ạ? Và tương khắc với hỏa thì là thủy. Con giáp này có cung mệnh là cung Cấn. Đấy. Có xương là xương con khỉ, tướng tinh là tướng tinh con quạ, con nhà xích đế, cô bần. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 là những người vui vẻ, có khiếu hài hước, yêu thương con cháu và giỏi tính toán. Nhờ những cái ưu điểm nổi bật mà những người tuổi Bính Thân ấy có tiền tài vững chắc trong những năm tháng lập nghiệp. Năm 2023 Quý Mão là năm mà những người tuổi Bính Thân ấy được hưởng phúc lộc bên con cháu. Thưa quý vị, năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Bính Thân nói chung là cái vận mệnh thì được sao Phúc Tinh Thái Dương nó soi chiếu, nên là mọi việc thì sẽ được hanh thông thuận lợi. Cơ duyên tài lộc cũng có thể đến với những người tuổi Thân trong thời gian này, với những người làm ăn kinh doanh buôn bán. Năm 2023 năm Quý Mão thì nói chung ý, về sức khỏe, công việc hay là chuyện gia đạo của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 có những cái biến động gì thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nói chung là năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 ấy, bước sang một tuổi độ tuổi là tuổi 68 đúng không ạ? Thì ở cái độ tuổi này nhiều người đã nghỉ hưu và không còn lo lắng quá nhiều về cái chuyện xây dựng cho cái sự nghiệp của mình nữa. Vào những năm cát tinh chiếu mệnh, vậy nên là gia chủ sẽ nên truyền đạt những kinh nghiệm cho con cháu. Khi mà được truyền thụ những kinh nghiệm của mình cho con cháu, những người con cháu là những người trẻ đa tài sẽ gây dựng được nên cơ đồ cho đất nước và sẽ trở thành những người có công thành danh toại. Về mặt tài chính của những người tuổi Bính Thân trong cái thời gian này, nói chung ý, phương diện tài lộc của gia chủ trong cái phần năm nay ý, thì cũng có phần được tăng cường, lộc lá buôn bán thì cũng được mở rộng hơn. Đó. Tiền bạc thì cũng gì sẽ được rủng rỉnh. Về mặt tình duyên gia đạo thì nói chung ý, năm nay thì những người tuổi Bính Thân ấm êm và suôn sẻ. Những người tuổi Bính Thân thì biết yêu thương con cái, biết nhường nhịn về mặt tình cảm với mọi người. Gia chủ sẽ là cái điểm tựa vững chắc cho cả gia đình. Quý vị thân mến, trong năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Bính Thân chúng ta có Bính. Bính gặp Quý thì nó là gì? Nó là chính quan. Nó đại diện cho con đường quang minh chính đại. Dù cho có người nâng đỡ nhưng mà chính bản thân những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 ấy cũng phải có cái năng lực và có bằng cấp xứng đáng thì mới có thể giữ được cái vị trí vững chắc và lâu dài được. Tài lộc của những người tuổi Bính Thân thì cũng khá là ổn. Dù cho là trong năm nay ấy, thì nói chung là cái vận trình quan vận nó không quá vượng, nhưng mà ấy, thì lại là cái thử thách để rèn giũa những người tuổi Bính Thân, tạo cơ hội để cho những người tuổi Bính Thân mở mang cái quy mô công việc. Trong thời gian này cũng có thể tiến hành công việc khai trương mở hàng hoặc bắt đầu những cái dự án kinh doanh mới thì cũng sẽ rất có lợi. Ban đầu thì có vẻ là khá khó khăn gian khổ, nhưng mà sau ấy thì sẽ gặp gì nhiều cái chuyện tốt lành nó mang đến. Một cái điều không may mắn với những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2023 năm Quý Mão là quý vị vướng vào cái hạn là cái hạn tam tai. Cái hạn tam tai nên là sự nghiệp nhìn chung thì không có những cái bước tiến triển rõ ràng. Những gia chủ tuổi Bính Thân cần phải nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, không nên đầu hàng trước nghịch cảnh
hoặc là tạm dừng những kế hoạch của bản thân. Vì đến khi bắt đầu lại, quý vị sẽ gặp khá nhiều cái khó khăn và trở ngại. Năm 2023 thì cái quan hệ của những người tuổi Bính Thân ấy với bạn bè và đối tác cũng không thực sự được hài hòa. Đôi bên không những có mâu thuẫn với nhau vì cái quan điểm đối lập mà còn vì cả lợi ích nữa. Vậy nên khuyên những gia chủ tuổi Bính Thân trong thời gian này đừng có quá tham lam, nghĩ đến cái việc giành giật công lao của người khác. Xong, quý vị cũng không nên quá hiền lành nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi thế của mình. Vậy nên trong thời gian này, để hóa giải cái hạn tam tai nó mang lại thì những gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo. Cái minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm. Nó được thiết kế bằng bạc, nó được làm bằng bạc đấy, được thiết kế theo cái hình lục lăng và ở sáu cạnh này có chứa lục tự đại minh chú Ú Mani Bát Minh Hồng đó. Và ở mặt trước và mặt sau đều có cái hình bông liên hoa và ở giữa cái nhị hoa sen ấy là một cái viên pha lê, viên thủy tinh pha lê. Đấy, nó sẽ ở trong này nó chứa một cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh ở giữa nhá, kèm theo cái hình tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Đó, khi mà xoay cái đèn laser hoặc cái đèn flash thì phía trước sẽ hiện ra cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh cũng kèm theo cái bài gì, cũng kèm theo cái hình tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Vậy nên nó sẽ là cái biểu tượng mang lại sự may mắn, mang lại sự hanh thông. Quý vị có thể cho hiện cái minh quang, cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lên ấy bằng cách là gì, có thể xoay vào cái camera điện thoại đúng không ạ? Thì nó sẽ hiện cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Để tôi thử cho quý vị xem nhé. Đấy, khi mà chúng ta cho hiện cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh này lên ấy thì nó sẽ gì? Nó sẽ hiện bài chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Vậy nên nó sẽ mang lại cái sự may mắn, mang lại sự hanh thông, thành công cho những người tuổi đây. Đây quý vị thấy này, nó sẽ hiện cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đó, quý vị thấy chưa? Đấy, nó hiện lên như thế này. Và khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp mang lại cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Vậy nên là quý vị có thể mang theo bên mình để được Đức Phật che chở, để được thần Phật che chở, mang lại cái sự may mắn, mang lại sự hanh thông và hóa giải những cái vận hạn xấu của năm, giúp cho những người tuổi Bính Thân có được một năm là trọn vẹn và hạnh phúc. Đó. Cái minh quang pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và khi thỉnh vật phẩm thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo này. Khi thỉnh thì quý vị cũng hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh của mình để được khai quang chỉ chú theo đúng tuổi của mình. Khi đó thì vật phẩm sẽ phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi cho quý vị. Thì ngoài cái hạn tam tai ấy, thì cái minh quang pháp bảo cũng sẽ hóa giải những cái vận hạn do sao xấu mang lại, như là cái hạn sao Thái Dương, hạn Thổ Tố, hoặc là hạn Thiên La, hạn Địa Võng, hạn Diêm Vương, vân vân. Đấy, sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một năm an yên và hạnh phúc. Đó là cái minh quang pháp bảo. Thưa quý vị, tiếp theo trong năm 2023 năm Quý Mão thì quý vị biết ấy, với nam mạng tuổi Bính Thân thì quý vị sẽ phạm phải cái sao Thái Dương, đúng không? Sao Thái Dương nó là một cái sao tốt, thì đây là một trong những cái sao tốt, cái cát tinh mang lại cái sự tốt lành, suôn sẻ, may mắn về con đường công danh sự nghiệp cũng như là sức khỏe cho những người tuổi Bính Thân đó. Và cái hạn năm nay thì quý vị gặp cái sao hạn, cái 68 tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên La. Cái hạn Thiên La nó là một cái hạn xấu, nó mang lại cái nhiều cái bệnh tật, đúng không ạ? Các cụ câu là gì? Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Cái điều này cho thấy vào những năm mà hạn gặp cái hạn Thiên La ấy, thì sẽ khiến cho gia chủ có một cái tâm lý bất ổn, lúc nào cũng cảm thấy là lo lắng và sợ hãi, không rõ được cái nguyên nhân. Đặc biệt là mọi việc trong năm ấy thì gặp nhiều cái rắc rối bởi một cái thế lực âm binh ma quỷ tà ma nào đó. Hơn thế nữa, quý vị, một số người sẽ mắc một số bệnh kỳ quái, dù có điều trị rất nhiều nơi nhưng cũng không tìm rõ được cái nguyên nhân của căn bệnh. Vậy nên để hóa giải cái hạn Thiên La ấy, trong thời gian này ấy, thì quý vị hãy sử dụng một cái minh quang pháp bảo để hóa giải những xung sát thị phi trong cuộc sống và mang lại cái may mắn, cái tài lộc cho mình. Và đặc biệt là nó sẽ hóa giải cái hạn Thiên La cũng như là cái hạn tam tai của năm 2023 năm Quý Mão, mang lại cái sự may mắn, mang lại cái sự bình an cho gia chủ từ Bính Thân. Đó. Cái minh quang pháp bảo cũng sẽ được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái sự may mắn, mang lại sự hanh thông cho mình. Đó. Bên cạnh đó, xét về là số của nữ mạng thì nữ mạng gặp cái sao là cái sao Thổ Tú.
Đấy, 68 tuổi nữ mạng gặp cái hạn năm là cái hạn sao thổ tú. Cái thổ tú nó là một cái sao mà đem lại cái sự tai tiếng kiện tụng, kiện cáo pháp luật. Gia đạo thì không yên, sức khỏe thì bị hao mòn. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Bính Thân cần phải hết sức lưu ý. Sức khỏe dễ bị hao mòn và sao này trở nên xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đây cái tháng 8 âm lịch, cái tháng Tân Dậu này thì quý vị tuổi Bính Thân cần phải hết sức lưu ý nhé. Bên cạnh đó, những người tuổi Bính Thân nữ mạng lại gặp cái một cái hạn xấu nữa là cái hạn Diêm Vương. Đấy, thì cái hạn Diêm Vương ngày xưa các cụ có câu là gì? Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn, chắc là mạng vong. Cái sao Diêm Vương nó chủ về cái chuyện thưa kiện kiện tụng. Và nói chung là Diêm Vương ngày xưa các cụ có câu là gì? Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ, đọng dày văn thư. Gặp cái hạn sao Diêm Vương thì dự báo sẽ có tin buồn, tin tăng chế trong dòng họ. Gặp cái hạn này thì cần phải cẩn trọng trong chuyện làm ăn, kẻo vướng vào cái chuyện kiện tụng, cãi vã, tranh chấp. Giúp người, đôi khi quý vị giúp người nhưng mà sẽ làm ơn mắc oán. Cần phải hết sức lưu ý về cái vấn đề đi lại khi tham gia giao thông, đề phòng những tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra, đặc biệt là với nữ mệnh. Vậy nên trong thời gian này, với nữ mệnh để hóa giải cái sao thổ tú, cái hạn Diêm Vương và cái hạn tam tai, thì quý vị sẽ sử dụng cái Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, khi mang theo bên mình ấy, sẽ được Đức Phật che chở giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và hay thông hơn. Bên cạnh đó, cái Minh Quang Pháp Bảo cũng sẽ giúp cho quý vị tăng cường cái sức khỏe và mang lại cái may mắn, mang lại cái sự hanh thông, thông tuệ, mang lại cái sự sáng suốt trong trí tuệ. Từ đó sẽ giúp cho những người tuổi Bính Thân nữ mạng sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn, không mắc phải những sai lầm như trước nữa. Đó, cái Minh Quang Pháp Bảo này cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Bính Thân sinh năm 1946. Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta sẽ gì cùng xét về cái vận trình của những người tuổi tuổi Bính Thân trong cái 3 tháng cuối năm là tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Tháng 10 là tháng Quý Hợi, tháng 11 là tháng Giáp Tý và tháng 12 là tháng Ất Sửu. Đầu tiên chúng ta cùng xét về vận trình của những người tuổi Bính Thân trong cái tháng 10 âm lịch là tháng Quý Hợi. Quý vị thân mến, tháng 10 âm lịch là tháng Quý Hợi đúng không ạ? Mà những người tuổi Bính Thân thân gặp Hợi thì nó rơi cục diện lục hại. Vậy nên là chịu cái cục diện của cục diện lục hại. Vậy nên trong thời gian này những người tuổi Bính Thân ấy sẽ đón nhận những cái tin tức không được mấy tích cực trong cái tháng hung vận này. Quý vị sẽ có điểm báo đụng độ với cái hạn tiểu nhân. Đối phương thì ở trong tối, còn mình thì ở ngoài sáng, khó tránh được khỏi những cái bất lợi nó có thể xảy ra. Công việc thì có dấu hiệu bị trì trệ, bản thân thì cũng khó có thể phát huy được hết cái năng lực của mình. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Bính Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tài lộc và tiền bạc cho mình. Bên cạnh đó, khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn bên cạnh ấy, thì nó sẽ giúp hóa giải những xung khắc thị phi trong cuộc sống, nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ, từ đó sẽ hóa giải những cái hạn thị phi tiểu nhân hãm hại và giúp cho công việc trở nên hanh thông thuận lợi hơn, giúp cho những người tuổi Thân không còn phải lo lắng, không còn phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Từ đó sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc và cái sức khỏe cho những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Vòng cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái hanh thông về tài lộc và cái vận trình sức khỏe cho mình trong cái năm 2023 năm Quý Mão đó. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta xếp về tháng 10 mà chúng ta là có tuổi Bính Thân đúng không ạ? Có Bính gặp Quý thì nó là chính quan, lại được chính quan nó xuất hiện, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Bính Thân sẽ xử lý được một vài cái vấn đề một cách là bình tĩnh hơn. Khi không đánh giá mọi việc qua vẻ bề ngoài của nó, quý vị sẽ trở nên nổi bật hơn trong cái cách xử lý một vấn đề một cách khôn ngoan. Thứ nhất là khôn ngoan, thứ hai là lại có tình có lý. Và trong cái tháng 10 âm lịch này cũng là cái thời điểm để quý vị có thể điều chỉnh các vấn đề về tài chính và giải quyết những cái rắc rối không đáng có liên quan đến chuyện tiền bạc. Quý vị sẽ dễ có những cái quyết định đúng đắn, hỗ trợ cho cái tương lai của những người tuổi Bính Thân được sáng sủa hơn. Bên cạnh đó, trong cái tháng 10 âm lịch thì chúng ta có gì? Có thiên địa chi Hợi. Hợi thì nó ẩn tàng hai thiên can, Nhâm và Giáp. Chúng ta có Bính gặp Nhâm thì nó là gì? Nó là thiên quan, hay còn gọi là thất sát ấy. Gặp thiên quan nó xuất hiện, nó khiến cho những người tuổi Bính Thân thường xuyên bị gì? Bí ý tưởng, hoặc nếu có thì cũng đều là xa rời với thực tế. Quý vị đừng trách móc bản thân hay là bất cứ
những cái điều gì, bất cứ ai. Vì những cái kỳ vọng không thực tế, thay vào đó, quý vị hãy điều chỉnh cái mong đợi của mình một cách hợp lý hơn. Bên cạnh đó, chúng ta có bính gặp giáp thì nó là thiên ấn. Thì được thiên ấn nó giúp đỡ, vậy nên là có cái sự trợ giúp của những người tuổi bính thân sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn hiện tại và củng cố lại cái vật chất cũng như là cái tinh thần của mình. Hứa hẹn quý vị sẽ có được nhiều cơ hội để mở rộng cái sự nghiệp của mình trong thời gian này. Đó, vậy nên là trong thời gian này thì cái sức khỏe của những người tuổi thân ấy, do cục diện là thân hợi lục hại nên là sức khỏe nó cũng sẽ gặp nhiều cái biến cố bất chắc. Hơn nữa lại gặp cái hung tinh bạch hổ, nó có thể mang đến cái điểm tranh đấu, cái sự cạnh tranh không lành mạnh. Nói chung là ấy, chính vì thế mà làm gì thì quý vị cũng cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng, thận trọng cho cái việc là lấy oán trả ơn hay là đánh úp sau lưng. Bên cạnh đó, cái bạch hổ nó cũng mang lại những cái tai họa bất ngờ nó xảy đến, cũng như là cái tai nạn hình thương bất ngờ, tai nạn mất máu, hoặc là gì một số cái bệnh bất ngờ, cũng như là gì xảy ra hiện tượng là trộm cắp, cướp vặt ấy. Vậy nên khi đi ra ngoài, quý vị cũng phải thận trọng, không nên mang theo quá nhiều của cái tài sản lớn đến với mình. Về nữ mệnh ấy, thì nó có sao lực sĩ và sao kình dương trong tháng 10 âm lịch. Thì cái sao lực sĩ nó là sao thể hiện cái năng lực trời ban, đó là cái sức mạnh, uy quyền và cái sức khỏe. Vậy nên là có sao lực sĩ nó hóa giải, đâm ra là cái sức khỏe của những người tuổi bính thân ấy, sinh năm 1956 nữ mạng thì có phần tốt hơn nhé. Bên cạnh đó lại gặp cái sao kình dương. Kình dương là một cái sao nó chủ về cái sự hiếu thắng, sự cao ngạo. Vậy nên là gì, trong thời gian này quý vị cũng phải hạ cái tôi của mình xuống, đừng có gì cái gì cũng nhất mà hướng theo cái ý kiến của mình. Đôi khi quý vị cũng nên lắng nghe những ý kiến của người khác thì sẽ được tốt hơn. Và để hóa giải cái sao kình dương này thì quý vị cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái gì, cái vòng tam hợp quý nhân, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tài lộc và tiền bạc cho những người tuổi bính thân trong tháng 10 âm lịch. Đó. Tiếp theo là chúng ta xét về nam mạng. Nam mạng thì gặp cái sao quan phù và cái sao đà la. Quan phù nó thể hiện là gặp những chuyện rắc rối về giấy tờ, về pháp luật. Vậy nên nhắc nhở những người tuổi bính thân trong thời gian này hành sự phải thận trọng. Trước khi đặt bút ký bất kỳ cái giấy tờ gì thì quý vị cũng cần phải rà soát thật kỹ càng các cụ câu gì, cẩn tắc vô áy náy, hoặc là sai một ly đi một dặm. Vậy nên quý vị đừng chủ quan lơ là, đến lúc rồi lại gì tiền mất tật mang. Thêm nữa lại gặp cái hạn sao đà la, nó có tính là giảo quyệt, nó có tính là phá hoại, vậy nên rất dễ bị kẻ tiểu nhân đeo bám và gì tìm cách phá bĩnh cái công việc của quý vị, cũng như là gì khiến cho quý vị dễ bị gì thân bại danh liệt và sẽ phải sống trong cảnh cô đơn. Vì thế mà trong thời gian này, để hóa giải cái sao xấu do quan phù và đà la nó mang lại ấy, thì những người tuổi bính thân nam mạng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc nó trở nên hanh thông hơn, thuận lợi hơn, và nó cũng sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, từ đó sẽ giúp cho cuộc sống được hanh thông thuận lợi, tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến với những người tuổi bính thân nam mạng đó. Vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong cái tháng 10 âm lịch, cũng như là cái năm 2023 nó Quý Mão, 24 Giáp Thìn và 25 là năm Bất Tỵ. Đó là cái tháng 10. Thì nhìn chung cái tháng 10 với những người tuổi bính thân ấy thì nó cũng không được may mắn cho lắm. Quý vị chỉ có thể là củng cố được cái địa vị của mình thôi, chứ còn cái tài lộc thì gần như là không có trong thời gian này nhá. Tài lộc thì duy trì được ở mức ổn định cũng đã là tốt lắm rồi với những người tuổi bính thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch nó là tháng Giáp Tý, thì trong tháng này được cục diện tam hợp là thân Tý Thìn, đúng không ạ? Thân Tý Thìn nó tam hợp. Vậy nên dưới sự xuất hiện của cục diện tam hợp cục thì những người tuổi bính thân sẽ được quý nhân nâng đỡ cái vận trình công việc. Dù bản thân của những người tuổi bính thân ấy cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, nhưng mà lại có thêm cái sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân. Vậy nên là quý vị sẽ tiến nhanh hơn và kiếm được khá nhiều tiền trong cái thời gian rất là ngắn. Bên cạnh đó, trong thời gian này chúng ta có bính gặp giáp thì nó là gì? Nó là thiên ấn. Thì được thiên ấn ghé thăm, nó cho thấy cái thời gian này thì những người tuổi bính thân sẽ được truyền cái nguồn cảm hứng sáng tạo, bứt phá trong công việc với những người còn đang công tác. Thì những vấn đề tại nơi làm việc cũng sẽ được quý vị giải quyết một cách khéo léo, nhanh gọn và được cấp trên đánh giá cực kỳ cao. Quý vị thân mến, trong thời gian này thì chúng ta biết là những người tuổi Tý, đúng không ạ? Tý thì ẩn tàng, thiên can là quý. Đấy. Vậy nên là chúng ta có bính gặp quý thì nó là chính quan.
Đấy, lại được chính quan nó tương trợ giúp đỡ, nó đại diện cho con đường quang minh chính đại. Dù có người nâng đỡ nhưng mà quý vị, những người tuổi Bính Thân ấy, trong thời gian này cũng sẽ có năng lực và có thể giữ cho mình được cái địa vị vững chắc. Tài lộc của những người tuổi Bính Thân trong thời gian này cũng khá là ổn. Không những vượng tài mà gì còn rèn luyện được cho mình những cơ hội để mở mang cái quy mô kinh doanh, quy mô làm việc trong thời gian này. Cái buổi khởi đầu thì có thể là khó khăn, trắc trở, nhưng mà quý vị sẽ có được những cái thuận lợi hơn vào những ngày cuối tháng, giữa tháng cuối tháng và đến cuối năm 2023 năm Quý Mão thì tài lộc cũng sẽ đến được mầm. Đó. À, thưa quý vị, trong cái tháng 11 âm lịch ấy, thì những người tuổi Bính Thân, cái tháng này có lưu niên phúc đức nó đau đến. Nó sẽ giúp cho những người tuổi Bính Thân ấy, có được cái sự thông tuệ, có được cái sự sáng suốt và có những cái tri thức kèm theo đạo đức. Thời gian này thì quý vị sẽ phục vụ được cái lợi ích cho những người khác thì cái thành quả nó được bền vững và xã hội mới ghi nhận và được tôn vinh lên. Bên cạnh đó lại có cái lưu niên lộc tồn. Cái lưu niên lộc tồn thì là cái sao mà nói chung là, tức là gì, nó là cái lộc trời ban, là cái lộc vô ban, là cái sự thể hiện cái sự giàu có, cái sự sung túc đó. Bên cạnh đó lại có cái lưu niên bác sĩ. Cái lưu niên bác sĩ nó chỉ về cái sự phúc thọ, về cái sự giải trừ bệnh tật, về cái sự thông thái, về cái sự hiểu biết. Nên là trong thời gian này những người tuổi Thân ấy, Bính Thân ấy, thì sẽ gì, nếu mà có bệnh thì cũng rất dễ chữa khỏi và cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc cho mình đó. Đó là những người tuổi Bính Thân trong tháng 11. Như vậy tháng 11 là tháng mà vượng cả tài lộc, vượng cả về sự nghiệp đó, vượng cả tài lộc, vượng cả sự nghiệp, có được tất cả mọi thứ được như ý, tài lộc thì như mong muốn, cuộc sống thì được bình an hạnh phúc. Do là cục diện là gì, kim thủy tương sinh. Vậy nên là những cái tháng 11 là một cái tháng cực kỳ tuyệt vời với những người tuổi Bính Thân đó. Tiếp theo chúng ta xem tháng cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch nó là tháng gì, tháng Ất Sửu. Tháng Ất Sửu chúng ta có gì, có Bính gặp Ất thì nó là chính ấn đấy, thì được cái chính ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Bính Thân sẽ tìm ra được cái con đường mới mẻ để khẳng định cái bản thân của mình và gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh trong cái tháng 12 âm lịch này. Dù công việc có khó khăn đến mấy thì những người tuổi Bính Thân cũng có thể bình tĩnh để tìm ra cái cách giải quyết. Thêm vào đó, với cái tinh thần quyết tâm, cái sự cố gắng của quý vị cũng sẽ khiến cho quý nhân chú ý. Đối phương có thể sẽ chỉ điểm cho quý vị và các bạn, thậm chí là giới thiệu thêm cho quý vị những cơ hội làm việc vô cùng đáng quý để quý vị có cơ hội để phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng ta có cái địa chi, cái tháng 12 là tháng Ất Sửu ấy, thì Sửu, cái địa chi Sửu nó ẩn tàng ba thiên can là Kỷ, Tân và Quý. Chúng ta có Bính gặp Kỷ thì nó là thương quan. Đấy. Cái cục diện thương quan nó xuất hiện trong cái tháng 12 âm lịch, nó cho thấy là cái tâm lý của những người tuổi tuổi Bính Thân ấy nó sẽ không tốt, đôi khi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Dường như là gia chủ tuổi Bính Thân trong thời gian này thì chẳng có tâm trạng nào cho cái công việc cụ thể gì. Đó. Cái việc hợp tác làm ăn thì cũng không được thuận lợi. Đôi khi thì quý vị cũng cần phải có cái niềm tin khi mà làm ăn chung. Nếu mà có hiểu lầm ấy, thì xin đừng ngay lập tức nói xấu về đối tác, kẻo ảnh hưởng đến cái cục diện toàn cục, đúng không ạ? Thêm nữa, do cái ảnh hưởng của cục diện thương quan thì nên là gì, những ai mà không thận trọng sẽ rất dễ bị lừa vì quá tin người. Ngoài ra thì quý vị cũng cần phải nhớ là bảo vệ cái đồ đạc của mình một cách thật kỹ lưỡng đó. Bên cạnh đó thì chúng ta có Bính gặp Tân thì gặp vào cái vận chính tài, thì được chính tài nó hỗ trợ nên là những người tuổi Bính Thân ấy đảm bảo được cái nguồn tài chính ổn định hơn trước đây, và cái nguồn thu chính nó chủ yếu là đến từ cái công việc mà quý vị đang làm. Nhiều người tuổi Bính Thân có thể chạm tay tới cái thành công mạnh mẽ, nhất là những ai mà đang đảm nhiệm những cái vị trí quan trọng ấy trong kinh doanh, trong đầu tư ấy, thì rất dễ có cái doanh thu đột biến trong cái tháng 12 âm lịch này. Bên cạnh đó, cái con đường tài lộc của những người tuổi Bính Thân ấy cũng được gì, chính quan tương trợ. Chúng ta có Bính gặp Quý thì nó là chính quan, đúng không ạ? Vậy nên là trong thời gian này thì những người tuổi Bính Thân ấy có nhiều cái sự thay đổi về con đường công danh sự nghiệp, do gì, do có chính quan nó tương trợ giúp đỡ. Quý vị sẽ phối hợp làm ăn, là ăn ý với đồng đội. Những cái ý tưởng độc đáo sẽ giúp cho tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn, đem đến nhiều cái sự cải thiện cho tập thể. Bên cạnh đó, cái cát khí trong cái tháng 12 âm lịch này nó cũng sẽ báo hiệu cho những người tuổi Bính Thân ấy có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Với những người làm công ăn lương trong thời gian này thì có thể là sẽ được thưởng nóng với những cái gì mà mình đã cống hiến. Nếu là dân kinh doanh buôn bán thì quý vị sẽ có một tháng phát tài phát lộc, đặc biệt là cái dịp cuối năm. Làm ăn thì sẽ suôn sẻ, lợi nhuận thì tăng cao nhờ những cái ý tưởng độc đáo trong đầu tư kinh doanh. Thưa quý vị,
trong cái tháng 12 âm lịch thì nó xuất hiện cái lưu niên điếu khách. Đấy, cái lưu niên điếu khách nó chủ về cái sự phóng khoáng và cái quan hệ rộng rãi. Trong thời gian này, những người tuổi Bính Thân ấy đừng nên là ăn chơi cờ bạc hoặc là đam mê tửu sắc, thì quý vị sẽ tránh được những cái họa nó đến với mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Bính Thân là những người giỏi ăn nói, và trong cái thời gian này thì cũng sẽ có tầm ảnh hưởng với xã hội. Với những mệnh tuổi Bính Thân trong thời gian này ấy, trong tháng 12 âm lịch ấy, thì nói chung là có gì, có lưu niên quan phủ và cái sao Đà La nó chiếu mệnh. Quan phủ nó chủ về cái sự quản lý, đúng không ạ, chủ về pháp luật, tượng cho gì, cái hình pháp và công đường. Vậy nên là trong thời gian này quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Ký cá giấy tờ thì cũng nên thận trọng, kẻo vướng vào cái họa thị phi và dễ liên quan đến chuyện họa ngục hình. Bên cạnh đó lại thêm cái sao Đà La nữa. Sao Đà La nó cũng chủ về cái sự giảo quyệt, chủ về cái sự phá hoại. Vậy nên là trong thời gian này quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý, cẩn thận với những người xung quanh, kẻo lại bị phá hoại, bị gì, phá bỏ mất cái kết quả lao động của mình. Và trong thời gian này để hóa giải thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân, Tí, Thìn, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những cái thị phi xung khắc và hóa giải những vận hạn của năm. Đặc biệt là trong tháng 12 có cái thương quan ấy, có cái thương quan nó lâm vận, nó sẽ gây trắc trở, gây khó khăn trong công việc. Thì quý vị hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình công việc được hanh thông, được thuận lợi hơn. Đó. Tiếp theo là với nam mệnh. Nam mệnh thì gặp sao Lực Sĩ và sao Kình Dương. Thì Lực Sĩ nó chủ về cái sức khỏe, chủ về cái sự cứng rắn, chủ về cái sự sung mãn, uy quyền, uy lực. Đấy. Nên là gì, trong thời gian này những người tuổi nam mệnh khá là khỏe khoắn, không phải lo lắng về cái chuyện bệnh tật gì cả. Bên cạnh đó thì cái sao Kình Dương, nó là cái sao mà nó xuất hiện trong thời gian này sẽ khiến cho những người tuổi Bính Thân 1956 khó tiếp thụ cái ý kiến của người khác, và bên cạnh đó nó còn nâng cao cái tính hiếu thắng của những người tuổi Bính Thân. Ăn nói thì ngạo mạn, sắc sảo, dễ gây thủ chuốc oán. Và những người tuổi Bính Thân 1956 gặp cái sao Kình Dương này thì dễ bị gì, có cái xu hướng cực đoan. Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân, Tí, Thìn để hóa giải cái cục diện xấu này, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Bính Thân trong năm 2023 năm Quý Mão. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong 3 tháng 10, 11, 12, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc quý vị trải qua một cái năm bình an và may mắn.